Xin chào tất cả bạn. Đây mình thấy quả Tibo Thasubasia. Nhưng mình thấy Lucky Coffee Fast Food với phở có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ăn nhiều lần rồi nhưng mà chả biết. Nhân tiện thì hôm nay ở đây thì có vẻ nhiều lựa chọn hơn đúng không? Kiểu có cả miền Nam, phở Nam thì này nghiên cứu tí. Nhìn rất là ngon đúng không? Phở là gu vô cùng. Nói chung là thấy toàn kiểu ghi giá trên trời các bạn. Nhìn nó vẻ mình thì không phải vì vấn đề măn đi măn đủng đâu, nhưng mà nhiều lúc thì cảm giác nó không hợp lý lắm. Đi vòng quanh cái nhòm à, có đấy đang phở được à. Bạn kim lương cho bát phở bò tái đi. Em có 5 ạ. Có bạn Tâm là phụ bếp. Vâng, với cả hai hương. Tái. Nhiều hành. Chia gì đấy? Tái chín đi. Vâng, quầy nào đấy chị? Cho anh quầy ăn kèm nhá. Vâng. Có trúng chân không ạ? Không. Vâng, em cho anh một ạ. Tâm nhà em thì đang phụ bếp. Có 131. Tiện mấy cái trò tiện đang nhăn tiện, anh cảm ơn nhé. Ok đấy các bạn, để trông thấy nó tiếng quạt có chịu. Anh cảm ơn nhé, anh định ngồi kia nhưng tiếng quạt to quá. Anh kêu em nhé. Đây là anh quay vlog hay gì? Anh quay vlog mà. Anh đi chơi Phú Quốc, anh quay vlog. Anh cảm ơn nhé. Nếu mà nói về bày trang trí thì hơi đẹp luôn. Chỗ ở trong đây nói về độ sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm thì chắc chắn là không có gì để bàn này. Nhưng mà phải đổi lại cái giá thành thì mọi người phải chấp nhận điều đó. Đừng bảo đắt hay rẻ. Khi ta làm được những cái nó tốt cho sức khỏe thì đừng bao giờ bảo đắt hay rẻ. Thử ăn nước. Ok các bạn. Bảo đỉnh của chó bu thì cũng phải, nhưng mà ngon thì được. Thực ra với giá 100.000 thì hợp lý. Ở bên Úc Châu, bên Úc thì còn mấy đồng. Hồi ở bên đấy mình ăn còn 5.50, 7.50. Bây giờ người ta bảo 10 mấy đồng. Mà họ được cái nào họ rất quan trọng vấn đề trang trí nhé. Trang trí là hình thức ấy. Hình thức rất là đẹp. Nhìn cực đẹp luôn. Ăn đi. Mình đói mà. Thực ra mình chỉ thích ăn tái không thôi, nhưng mà người ta có gì thì thôi mình gọi đấy vậy. Bát phở rất là to đấy ạ.
thì cho các gia giảm gia vị vào thì ăn ok. Đạt. Nếu mà xuất sắc về hương vị riêng thì chắc chắn là không khỏi. Nhưng mà ăn ở sân bay bao lần thì mình phát hiện điều. Cái bánh phở này nó không cuộn được nước. Và thứ hai là nó hơi bị nhạt, hơi chuỗi. Cũng có thể nhiều người thích ăn như vậy, nhưng mình thì mình không thích ăn như vậy đâu. Chứ không phải là mình bảo là kiểu bánh là ngon nhất. Cái hành nữa rất là sạch, có cái hành củ. Ăn miếng thịt xem sao. Đợt này vào Phú Quốc mình sẽ review cho các bạn toàn phở Nam. Thực ra mình ăn phở Nam mình thấy ngon, mình rất thích tương đen. Mỗi người một tính mà, cái vị của mình. Mong các bạn là tập cái thói quen đừng khó ăn. Mình biết là nhiều người, người ta không phải là người ta cố tình, người ta khó ăn thật này. Còn mình thì các bạn bảo đi nhiều nước quá, ở đây ở lâu, bây giờ cứ đòi đúng chất Việt Nam ấy thì nó cũng khó. Thế thành ra là cứ quen dần, quẩy này thì là quẩy mềm, to, nhưng mà sờ vào hơi nhiều rồi. Thử ăn nha. Bắt đầu ăn này. Chứ ăn quẩy mềm với mình vẫn chân ái hơn. Có thể là răng mình yếu. Rất là ok. Đối mình đánh giá là đạt điểm 10. Nó phở sân bay à? Chưa đúng này. Chứ không phải 5 điểm, 9,5. Các bạn biết là thuê ở sân bay rất là đắt tiền. Vì vậy là họ phải tăng cái phí dịch vụ lên để họ trả tiền từ cái tiền thuê. Mình rất hài lòng. Vào sân bay ăn bát phở này cực hài lòng. Thật ra thì mình ăn rất nhiều lần rồi, nhưng mà lần này để đánh giá thực sự. Phở này quan trọng nhất độ nóng. Độ nóng mà vừa phải ăn rất là ngon. Nguội quá không ngon đâu. Nóng quá không ngon. Mình rất thích ăn hành. Đồ nước mà có hành thì rất
thơm. Nhưng mà những người ăn hành thì họ sợ hắc thơm hành. Wow. Những cái món gì mà gia truyền này, những món đặc trưng ấy. Thì các bạn cũng nhớ rằng là lần đầu tiên bạn tiếp xúc cái món này ở đâu và cảm thấy ngon này, thì mãi sau này nó sẽ là ngon nhất. Rất hiếm khi các bạn gặp được một cái quán nào khác mà nó còn ngon hơn thế, nhưng cũng có. Cái vì đó là cái cảm giác nó in hằn trong trí não của bạn này, mà bản thân cái cảm xúc đấy nó ghi nhớ mãi. Dù bạn có quay ở đấy mà bạn ăn không ngon thì bạn vẫn chỉ nghĩ rằng là bây giờ người ta nấu không ngon rồi, mà cũng có thể là ngày xưa chỉ như vậy. Giống như mình ăn mèo lồ ấy, ăn cái Big Mac. Thực ra mình có ăn ở những sân bay Hồng Kông hay sân bay của các nước khác, nhưng mà lúc ấy mình không cảm giác ngon. Nhưng khi đến Úc, mình học tập và sinh sống ở đấy thì mình thấy ngon. Từ đấy mình ăn cái Big Mac ấy. Ở bất kỳ nước nào trên thế giới là mình không ngon. Kể cả bao năm ở Singapore không phải ngon, mình toàn phải ăn KFC. Xong đến khi về Trung Quốc đấy, cũng thử ăn mấy lần nhưng không thấy ngon. Về sau mới hiểu sự thật rằng là thịt bò Úc cũng rất là ngon. Thịt họ cho rất là nhiều các bạn. Ăn bát phở buổi sáng ngon các bạn. Mai mình sẽ ăn phở Phú Quốc review cho các bạn. Nói thật là mình không nghiện cà phê. Yeah.
Nếu bạn nào mà đi sân bay đói và phở lắc đi ăn được. Mọi thứ đều thanh thanh nhã nhã, giá tiền thì vừa phải, cả quầy 131.000. Ok, ăn no được. Mình sức khỏe nào ăn xong kiểu gì quá, ra mồ hôi chảy nước mũi. Ok, bye bye nhé, hẹn mình sẽ review cái quán phở khác, tại vì đây tôi sân bay.